Hello, hello, xin chào và các bạn đang cùng quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá rồi đây. Các bạn ơi, lại là tôi, admin đẹp trai la láng của các bạn nha. Ngày hôm nay sẽ là một chủ đề liên quan đến chị em phụ nữ đi mọi người ơi. Nếu thế giới không có đàn bà, hàng tỷ đàn ông sẽ chết già. Ai làm đối tượng cho ông ghẹo khi không có cô nào ổng ẹo qua. Trời ơi, có hẳn một bài hát luôn. Ôi, đàn bà là những niềm đau. Đây có vô số những ông anh cảm thấy chị em thật là phiền phức. Đã nói nhiều rồi lại còn tốn thời gian make up trang điểm quần là áo lửa. Trời xin lỗi mọi người nha, các chị em có nghe thì bỏ qua giùm tôi nha. Tuy nhiên thì đã bao giờ các ông nghĩ đến một ngày trên thế giới này chỉ còn sót lại một người phụ nữ sẽ như thế nào chưa? Điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất cực kỳ hiếm phụ nữ? Các ông sẽ sống kiểu gì? Trời ơi, liệu rằng một người phụ nữ có thể trở thành Wonder Woman để đi giải cứu thế giới hay không các bạn ơi? Ôi ôi, tò mò lắm rồi đúng không? Thế thì ngay bây giờ nha, hãy hạ ngay bàn tọa của các bạn xuống và cùng với tôi khám phá ngay một giả thuyết. Điều gì sẽ xảy ra nếu như trên trái đất chỉ có một phụ nữ và 7 tỷ đàn ông? Let's go! Thứ nhất, người phụ nữ duy nhất là nữ vương. Vâng, các bạn ơi, nếu như các anh em nào đã từng xem bộ phim tuổi thơ Teyuki thì chắc chắn sẽ còn nhớ nữ nhi quốc, nơi chỉ có toàn là phụ nữ và trẻ em gái được sinh ra thôi. Khi hòa thượng của chúng ta đến vương quốc này lập tức trở thành một ngôi sao sáng rực, một idol của giới trẻ thực thụ được chị em tôn sùng, thi nhau mà tranh giành. Đấy là phim Teyuki. Vâng, thời gian PR đã hết. Thì nếu như cuộc sống của chúng ta có 7 tỷ đàn ông mà có một người phụ nữ rồi thì sao? Thì tất nhiên rồi, là người phụ nữ này nghiễm nhiên trở thành bá chủ của thế giới, được 7 tỷ người đàn ông tôn kính nghe lệnh, phải không nè? Còn gì bàn cãi nữa đâu. Và có một câu chuyện giả tưởng được đưa ra nha. Anh em dùng cổ máy quay ngược về quá khứ của Doraemon ngay giúp tôi nè. Wow, ở đâu ra mạnh lắm đàn ông 6 múi cao to trắng trẻ thế này trời. Giả thuyết bắt đầu vào khoảng 1.5 thế kỷ trước kia. Các em gái đã ngừng sinh, mọi đứa trẻ trong mỗi gia đình đều là con trai. Mà sinh ra con trai nối dõi tông đường thì tất nhiên ai mà chẳng mừng đúng không? Sau đó bẵng đi một thời gian các bạn, mọi người bắt đầu nhận ra một cái sự không ổn một chút xíu nào. Một cậu bé ở đây, một cậu bé ở đó, chỗ nào cũng cậu bé, toàn là cậu bé thôi. Có đi mòn cả gót chân cũng không thể nào tìm thấy bóng dáng đáng yêu mềm mại của một bé gái nào cả. Rồi 10 năm trôi qua, hàng trăm, hàng nghìn cậu bé tuổi teen đã phát triển, nhưng vẫn không có một móng gái nào hết. Các trường học dường như đã trở thành trường nam sinh hết trơn. Thậm chí có khi các ông con trai còn chẳng biết hình dạng của con gái là như thế nào luôn. Các bà, các mẹ cũng già nua rồi xuống đất nằm. Không có một cô gái trẻ đẹp nào được sinh ra cả. Cuộc sống không có phụ nữ chính thức bắt đầu. Thứ hai, cuộc sống khan hiếm phụ nữ. Trên hành tinh của chúng ta có tất thảy là 7 tỷ người, nếu như không có phụ nữ có nghĩa là thế giới sẽ mất đến 3,8 tỷ người, tương đương với khoảng 50% lao động chính nha. Cơ mà ô nhiễm tiếng ồn sẽ giảm đi khoảng 50%, áp lực trên trái đất sẽ không còn là vấn đề nữa. Các ông nghĩ thì cũng chả sao, đúng không? No. Hàng loạt điều sau đây sẽ khiến cho các anh em phải hoảng sợ tột độ nếu thế giới không có phụ nữ đó nha. Trên phố không còn thấy chị em chạy bộ, bia hơi hải xồm mất những vị khách nữ, mà trong club cũng chật kín đực rỡ với nhau thì chơi cái gì nữa? Đàn ông quay trở về với thời đồ đá. Đấy, đầu tiên, một trong những nguyên nhân chính khiến cho đàn ông ra đường phải ăn mặc bảnh bao, nước hoa quyến rũ, tóc tai vuốt vuốt các thứ là ai? Là ai? Là phụ nữ chứ còn ai vào đây nữa? Chả nhẽ các ông được rửa ăn mặc đẹp với nhau để ngắm nhau đúng không? Một chàng trai có thể sắm cả tủ đồ thật là ngăn nắp, gọn gàng trước khi bắt đầu yêu một cô gái đấy cả nhà ơi. Thế nhưng khi các nàng đã biến mất, ôi là trời, các anh có để râu tóc xồm xoàm, quần áo rách mông, cơ thể bốc mùi hôi hám thì cũng chẳng ai có thèm khe đâu, chẳng ai quan tâm đâu. Và rồi không lâu sau đó, các ông anh sẽ khiến cho thế giới này trở về với cái thời kỳ đồ đá nguyên thủy, không còn Shopee, Tiki giao hàng cho các ông anh nữa. Những bữa ăn ngon, giàu dinh dưỡng là điều xa xỉ, không còn phụ nữ thì không còn những bữa ăn đầy ắp rau, thịt rồi cá tôm. Phần lớn đàn ông sẽ ăn hết các thực phẩm đồ ăn nhanh trong siêu thị, nào là ngà rán, sữa, khoai tây chiên, vân vân và mây mây. Cộng thêm cái bản tính vốn khoáng khoáng của các anh trai nữa, thì thế giới này sẽ ngập trong các đống rác hỗn độn. Rồi nha, từ nhà ra cửa, từ cửa ra bên ngoài thế giới thì hoa sẽ được đặt ở tủ lạnh, còn quần áo được treo trong nhà bếp, điện thoại đặt trong lò vi sóng. Các anh trai sẽ chán nản trong cái việc dọn dẹp vì không có ai quản thúc, rồi sẽ sống trong một ngôi nhà ngập ngụa đống rác và lộn xộn. Những ổ vi khuẩn sẽ cứ thế mà tăng lên theo cấp số nhân, kéo theo các vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe như ghẻ lở, lăng ben, hắc lào, ung thư, máu trắng, vân vân. Tất cả đàn ông đều trở thành gay. Có thể lắm chứ.
các anh em đang nghĩ, trời ơi, tôi trai thẳng nghe, không có thế lực nào có thể bẻ cống tôi được đâu. Chỉ được cái nói mồm thôi. Để xem, tôi khẳng định luôn, đây sẽ là chuyện hiển nhiên nhất và xảy ra đầu tiên luôn đó bà con. Nếu như không có phụ nữ, à không hẳn nha, nếu như chỉ có duy nhất một phụ nữ thì làm sao chia đều được cho 7 tỷ anh em, phải không? Khi chúng ta không có một cô đào nóng bỏng nào để mà tán tỉnh, buông lời chọc ghẹo, nhưng vẫn phải đáp ứng nhu cầu tâm sinh lý, thì tất nhiên các khái niệm về giới tính, quy luật âm dương sẽ bị ném ra ngoài vũ trụ ở tận đâu 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 không biết. Không có đàn bà thì các anh em sẽ phải sưởi ấm cho nhau trong những ngày đêm cô đơn lạnh lẽo bằng cách nào? Trái tim kết nối trái tim, súng bên súng, đầu sát bên đầu. Các anh trai thẳng chắc chắn sẽ nhắm mắt đưa chân và vả đâu yêu đấy thôi, thay vì phải xác định yêu trai hay gái hay là giới tính thứ ba thứ tư gì như trước kia. Dự đoán là các cửa hàng bán dưa chuột, dầu ăn, dầu nhớt sẽ cháy hàng bởi các anh em liên tục mua về. Có khi ở một thế giới mới không có phụ nữ, dầu ăn lại trở thành món hàng hóa có doanh thu lập kỷ lục khủng nhất của mọi mọi thời đại luôn. Tôi chắc chắn luôn, đàn ông sẽ bị cuốn hút bởi chính người anh em cùng giới dương dương mới gọi là cuốn hút nhau. Đàn ông sẽ trở nên cục sốt. Dương quá thịnh mà âm quá suy thì thế giới sẽ trở nên cực kỳ cáu bẳn và bẩn tính. Thực sự là như vậy. Các anh trai không được tiếp xúc với sự mềm mại, dịu dàng của phụ nữ, lâu dần bản tính này sẽ trở nên cực kỳ hung hãn và tệ hại các bạn ạ. Các đực rựa sẽ suốt ngày nảy sinh xung đột, ngỗ nghịch hay là đấm đá nhau thường xuyên và liên tục. Nhiều năm trôi qua, thế giới này ngày càng kém ổn định là một điều tất yếu. Đàn ông sẽ sinh con. Tất nhiên rồi, ai sẽ là người đảm đương thiên chức sản xuất giống nòi, ấp em bé khi mà khan hiếm phụ nữ đây? Là đàn ông chứ còn ai nữa mọi người. Thế nhưng bằng cách nào? Có lẽ các nhà khoa học sẽ tạo ra một dòng sông sinh con như trong Nữ Nhi Quốc chẳng hạn. Đùa thôi nha, có thể không ngoại trừ khả năng các nhà khoa học thiên tài có bậc IQ ngoài vũ trụ đã nghiên cứu thành công ý tưởng sản xuất trứng từ phòng thí nghiệm, hoặc là các nhà khoa học sẽ phải lao đầu vào điên cuồng sáng tạo ra hàng lô robot mô phỏng nữ giới, hoặc là các em búp bê để cứu rỗi lấy cuộc đời của các anh em. Cơ mà quan trọng là các anh trai có sẵn sàng để mình lên giường ngủ cùng với một con robot hay không? Trả lời bằng cách comment liền. Nghệ thuật chết mòn. Nếu thế giới không có phụ nữ mà chỉ toàn đàn ông thì cũng lắm sẽ xảy xoay quanh ba thứ thôi các bạn: bia, máy móc, thể thao, hết. Ngoài ba cái này ra thì chẳng có cái gì của các ông là liên quan đến phụ nữ trơn trọi. Ngay cả nghệ thuật cũng sẽ đi vào ngõ cụt, rồi những bài thơ, những bài tình ca hay là các loại nghệ hình nghệ thuật á, sẽ chết dần chết mòn trong cái sự khô khan như ngói. Cơ bản vì cái sự thật mà chúng ta chắc chắn ai cũng đã biết, có đến hơn 90% các loại hình nghệ thuật được lấy cảm hứng từ tình yêu nam nữ. Nếu như không có phụ nữ thì liệu những vần thơ lãng mạn của Pushkin có còn hay không? Tôi yêu em, yêu chân thành đậm thắm, cầu em được người tình như tôi đã yêu em. Không có phụ nữ thì yêu ai đây hả anh em ơi? Lấy ai để tỉnh to tỏ tình đây? Cảm thấy chết trong lòng một đống. Chịu chung số phận với thơ ca thì âm nhạc, điện ảnh trở nên cực kỳ hoang tàn rồi lạnh lẽo. Một bộ phim toàn nam giới là một bộ phim thương tàn mà thôi. Thời trang, mỹ phẩm sẽ biến mất. Điều này chắc là khỏi phải bàn cãi nữa rồi đúng không? Phụ nữ là lực lượng chính trong ngành thời trang và mỹ phẩm mà. Cứ vào mấy cái ngày mà sale sập sàn của Lazada, Shopee thì các bạn sẽ biết. Các chị em cứ phải thức trắng đêm để giành được mã giảm giá rồi mua đồ tốt giá rẻ, vân vân may may. Các bộ sưu tập thời trang hay là mỹ phẩm đều hầu hết dành cho phái nữ, một đặc quyền mà chỉ có phái đẹp mới được tận hưởng thôi. Còn các anh trai dù có làm đẹp một tí thì nguyên nhân chính cũng là để chị em ngắm cái nhan sắc của mình và trầm trồ mà thôi. Một thế giới đơn sắc chỉ toàn là đàn ông thì không thể có chỗ cho thời trang và mỹ phẩm ngự trị được đâu. Phẫu thuật thẩm mỹ phá sản. Cũng giống như mỹ phẩm và thời trang, lượng khách hàng lớn đã ra đi thì làm gì có chỗ cho phẫu thuật thẩm mỹ để đẻ trứng ra được nữa. Đa số các thẩm mỹ viện mở cửa chỉ để phục vụ riêng cho phái nữ, nào là nè, tẩm trắng, triệt lông, chỉnh hàm, phẫu thuật thu nhỏ gương mặt, chỉ trừ một phần nhỏ các anh trai tìm đến đây để mà theo kịp các chị em thôi. Khách hàng không có, đế chế phẫu thuật thẩm mỹ sẽ sụp đổ hoàn toàn nhanh chóng. Nhưng có vẻ như đây là một điều khá tích cực đấy các bạn. Xã hội sẽ không còn lùm xùm vì những vụ việc các cô gái đi hút mỡ bụng rồi phải trả giá đắt gì tùm lum hết, hay là tin vào phép màu của các phù thủy chỉnh hình để rồi phá hủy cả gương mặt lẫn cơ thể của mình. Các vụ việc nghiêm trọng như thẩm mỹ viện Cát Tường sẽ không thể nào xảy ra được nữa. Thứ ba, người phụ nữ tái sinh thế giới. Vâng, sau hơn 100 năm đàn ông sống mà không có phụ nữ thì cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy ra rồi. Các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới đã tuyên bố rằng họ thành công tạo ra một phôi thai với hai loại nhiễm sắc thể XX.
khi tin tức lan truyền rất là nhiều người đã mong đợi về một cô bé gái sẽ ra đời. Và rồi, mùa xuân năm sau, bào thai bé gái đã được nuôi trong một cỗ máy có vô số các thiết bị duy trì sự sống. Bé gái đầu tiên của thế giới đã được ra đời, được bảo vệ một cách cực kỳ là nghiêm ngặt. Không ai được phép thăm bé. Kho báu lớn nhất của nhân loại được đặt tên là Aurora. Khi tròn 18 tuổi, xinh đẹp và thông minh, cuối cùng cô đã được hoàn toàn tự do đi lại, nhưng vẫn không thoát khỏi sự giám sát nghiêm ngặt. Cô gặp gỡ mọi người, chia sẻ với họ những câu chuyện của mình. Cánh đàn ông ngay lập tức ngây ngất trước vẻ đẹp của cô. Tất cả chỉ chăm chú vào một mình Aurora mà thôi. Aurora như một vầng hào quang sáng chói như chính cái tên của cô. Cô đã sắp xếp một cuộc hẹn gặp đàn ông thế giới. Cô ngồi trên ngai vàng với phong thái của một nữ hoàng. Sau đó mời bố nuôi của mình, nhà khoa học lừng danh lên phát biểu. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Nhà khoa học đã tuyên bố: "Tôi đã sáng chế ra được rất nhiều bào thai nữ tương tự như Aurora. Chúng đang phát triển hoàn toàn khỏe mạnh và sẽ sớm nhân bản trên thế giới." Và hành tinh không có đàn ông này rất nhanh chóng được lấp đầy bởi tiếng cười đùa của các trẻ em gái. Một thế hệ mới đã ra đời với đầy đủ nam, nữ. Thế giới lại đón ánh sáng mới rồi đây anh em ạ. Vỗ tay thôi. Một kỷ nguyên mới lại bắt đầu. Tất nhiên, đây chỉ là một giả thuyết không hề có thực các bạn nha. Nhưng qua video này thì tôi cũng mong các anh em sẽ đối xử tốt hơn với các chị em phụ nữ. Tuy đôi lúc họ có phiền phức thiệt, nhưng thế giới nếu như thiếu phụ nữ thì sẽ vô cùng nhạt nhẽo và chẳng có cái ý nghĩa gì trơn trời. Phụ nữ là cả thế giới. Vì thế các anh em hãy yêu thương ba nè, mẹ nè, chị em gái nè và những người bạn gái xung quanh của mình hơn các bạn nha. Các bạn thân mến, đến đây thì video ngày hôm nay xin được kết thúc nha. Các bạn thấy điều tồi tệ nào nhất sẽ xảy ra nếu như thế giới không có phụ nữ nè? Comment ngay để cho Nghiện khám phá được biết đi. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất các bạn nha. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng với Nghiện khám phá. Hẹn gặp lại cả nhà ở các video thú vị sau nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.